Nhóm Thông Nữ Miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào các bạn. Hôm nay thì bốn chị em con rất là vui luôn khi được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Nghiệp và cô Dung, gửi tặng 7 phần quà cho bà con đang gặp khó khăn ở Thịnh Hưng. Thì phần quà ngày hôm nay mà cô chú gửi tặng cho bà con gồm có là một thùng mì. Thì mì này ngày hôm nay tụi con mua là 135.000 một thùng, cộng thêm đó là 4 kg cá biển, mỗi 1 kg là 55.000, 4 kg cá là 220.000. Tổng cộng phần quà ngày hôm nay là 355.000 gửi tặng đến cho từng hộ gia đình ạ. Cá rất là tươi và ngon. Cá này mình đem vô mình có thể chiên hay là kho để ăn dần được nè. Cá rất là ngon luôn cô chú. Bao ngon. Dạ. Thì con cũng không có để cho bà con ở trong nhà đứng đợi tụi con lâu, con xin phép là gửi tặng cái phần quà này cho bà con ạ. Dạ em mời chị. Dạ đây, chú Nghiệp và cô Dung gửi tặng cho mình phần quà nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe ạ. À. Dạ. Cô ơi đeo khẩu trang nhận quà của Mạnh Thường Quân gửi tặng nha. Cô ơi cô có phiếu không cô? Người lớn ra giùm em đi ạ. Ở bên đây là của ai vậy anh? Dạ. Xuống đây nhận giùm em đi ạ. À. Dạ con mời chú nha. Dạ, đây là phần quà của Mạnh Thường Quân là chú Nghiệp và cô Dung gửi tặng là giúp gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn con. Dạ, rồi. Nhận xong nhanh chóng về nhà giùm con nha. Dạ đây, phần quà của chú Nghiệp cô Dung gửi tặng nha, chúc cô nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ, con mời cô nha. Dạ. Đây là phần quà của chú Nghiệp và cô Dung gửi tặng, chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, không có gì đâu ạ. Dạ, cảm ơn. Có cơ mà đâu lấy con trang trời, chú cho con thôi. Dạ. Mày mày thiếu người ta đưa. Bà đứng đây giùm con đi bà. Dạ. Dạ, đây à, của chú Nghiệp và cô Dung gửi tặng nha. Chúc cho bà với lại bé thật sức khỏe nha bà. Dạ, bà nhận quà xin nhanh chóng về nhà giùm con ạ. À. Dạ, bà nhận đi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Ở đây mình còn hộ nào nữa không anh hả? Dạ. Vậy mình tiếp tục mình di chuyển ra ngoài ha. Đi ra đường ở ngoài đây nè. Dạ rồi. Con mời cô nha. Cô ra nhận quà đi ạ. À. Dạ. Đây là cái phần quà cuối cùng của ngày hôm nay do Mạnh Thường Quân đó là chú Nghiệp cô Dung gửi tặng cho bà con rồi đó các bạn. Dạ, nhà cô ở xa không cô? Trong đó lận hả? Dạ, đây là phần quà của Mạnh Thường Quân là chú Nghiệp và cô Dung gửi tặng nha. Trị giá là 355.000. Chúc cho cô với gia đình lúc nào cũng được nhiều sức khỏe cô nha. Cảm ơn. Dạ, không có gì đâu ạ. Dạ rồi, cô tranh thủ về nhà nha. Chị An ơi. Dạ, nhóm Thông Nữ Miền Tây đã thay mặt cho Mạnh Thường Quân đó là chú Nghiệp và cô Dung trao tặng 6 phần quà cho 6 bà con có hoàn cảnh khó khăn hiện tại đang ở Thịnh Hưng. Thì chúng con cảm ơn cô chú rất là nhiều luôn vì đã luôn yêu thương và đồng hành cùng chị em tụi con trong suốt thời gian vừa qua. Chúc cho cô chú lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn thuận lợi. Dạ, con chào cô chú, chào các bạn.